Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Ủy ban nhân dân xã ở Nghệ An nợ hơn 250 triệu tiền mua văn phòng phẩm, suốt 10 năm chưa trả. Bắt giữ đối tượng ở Hà Nam ngụy tạo lan đột biến, lừa bán hơn 1 tỷ đồng. Khởi tố 7 đối tượng tấn công công an, đập phá trụ sở ủy ban xã Mai Sơn. Cán bộ thú y bắt tay giám đốc trung tâm nông nghiệp huyện Yên Khánh, Ninh Bình nâng khống trọng lượng lợn tiêu hủy để trục lợi. Xét xử phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa bỏ 10 tỷ đồng vào vali để gài bẫy phóng viên. Sau đây mời quý vị các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân xã Nghệ An nợ hơn 250 triệu tiền mua văn phòng phẩm, suốt 10 năm chưa trả. Anh Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1982, trú tại xóm Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa phản ánh. Từ năm 2010 đến 2017, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mỹ còn nợ gia đình anh tiền văn phòng phẩm, in ấn tài liệu lên đến hơn 422 triệu đồng. Trong năm 2020, anh Nghĩa đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị cầu cứu đến Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An lần thứ tư và kèm theo chi tiết công nợ. Ngày 21 tháng 12, anh Nghĩa nhận được công văn của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Thái Hòa sớm giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân. Ngày 24 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã có công văn giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mỹ kiểm tra làm rõ nội dung anh Nghĩa phản ánh. Sau đó, giữa anh Nghĩa và Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mỹ đã làm việc nhiều lần để đối chiếu sổ sách công nợ, ký xác nhận giữa các tổ chức cá nhân, xác định tổng số tiền đang nợ của ông Nghĩa đến nay gần 252 triệu đồng. Giải thích về số tiền thống kê hơn 422 triệu đồng mà anh phản ánh là do em Trần Thị Hữu, người cùng làm tổng hợp. Tuy nhiên, sau khi các bên ngồi lại đối chiếu, ra soát từ sổ gốc thì còn gần 252 triệu đồng. Số tiền chênh lệch 170 triệu đồng là không có trong sổ sách. Đến ngày 12 tháng 11, ông Lê Sâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mỹ, có buổi làm việc với anh Nghĩa cùng với những người liên quan. Cuộc họp thống nhất từng cá nhân cam kết sẽ có trách nhiệm trả nợ cho anh Nghĩa, thời gian trả nợ trong vòng 7 năm tới. Trích biên bản buổi làm việc, chính quyền chỉ đạo anh em cán bộ trả nợ vì tổ chức không được bàn giao công nợ nên trách nhiệm không thuộc về Ủy ban Nhân dân xã. Đây là trách nhiệm của từng cá nhân. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mỹ đang nợ số tiền trên thuộc ngân sách chi trả thường xuyên, không thể giao cá nhân nào phải chịu trách nhiệm. Anh Nghĩa thông tin trong tổng số tiền nợ gần 252 triệu đồng thì Đảng ủy xã nợ hơn 31 triệu, Hội đồng Nhân dân nợ hơn 30 triệu và gần 190 triệu đồng là của Ủy ban Nhân xã cùng các đoàn thể. Còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mỹ cho rằng việc anh Nghĩa đòi nợ Ủy ban Nhân dân là không có cơ sở. Lý do bà Cao Thị Hường, nguyên chủ tịch xã không xác nhận nợ, không bàn giao công nợ cho chủ tịch và kế toán mới. Vị này lý giải, hàng năm anh Nghĩa không chốt số liệu nợ với cán bộ. Năm 2019 vì cả nể nên cán bộ xã đã ký xác nhận số liệu bên anh Nghĩa. Việc cán bộ không được giao ký nhận nợ theo quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân xã, thời kỳ 2010-2017, tự ý ký xác nhận cho cơ sở là sai quy định. Ông Sâm yêu cầu anh Nghĩa trực tiếp gặp các cá nhân đã ký để đòi nợ, tránh tình trạng khiếu kiện sai chủ thể và ảnh hưởng đến Ủy ban Nhân dân xã. Bắt giữ đối tượng ở Hà Nam ngụy tạo lan đột biến, lừa bán hơn 1 tỷ đồng. Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuân, sinh năm 95, quê quán xã Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam, nơi cư trú hiện nay tại thị trấn Hàm Trạm, huyện Yên Thủy, Hòa Bình, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào trung tuần tháng 1 năm 2021, Trần Văn Tuân đã cùng các đối tượng khác lừa bán các chậu phong lan phi điệp thường, giả là phi điệp Hồng Minh Châu. Hồng Yên Thủy có giá trị giao dịch cao cho các bị hại để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng sau đó bỏ trốn. Căn cứ các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 18 tháng 10, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, Hòa Bình bắt giữ được đối tượng khi Tuân đang lẩn trốn tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, Hòa Bình. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Khởi tố 7 đối tượng tấn công công an, đập phá trụ sở Ủy ban xã Mai Sơn. Ngày 22 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mai Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án bị can đối với 7 đối tượng cùng trú tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm có Lò Văn Nhóm, 30 tuổi, Lò Văn Thanh, 21 tuổi, Lò Văn Toàn, 40 tuổi, Vì Văn Dân, 43 tuổi, bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.
đối tượng Lò Văn Hạc, 47 tuổi và Sông A Lụ, 30 tuổi, bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Tòng Văn Tuấn, 40 tuổi, khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trước đó vào ngày 9 tháng 12, tại bản Kết 2, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, nhóm đối tượng trên phát sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát với anh Vì Văn Xuân, chú ở cùng xã. Trong khi vụ việc đang xảy ra, lực lượng công an xã Phiêng Pằn trên đường tuần tra làm nhiệm vụ, thấy vụ việc trên đã tiến hành tuyên truyền, vận động, giải thích để hòa giải giữa các bên. Tuy nhiên, nhóm đối tượng trên không đồng ý mà trực tiếp dùng ghế và gậy tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, các đối tượng kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Pằn, gây rối phá phách nhà công vụ của lực lượng công an xã. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Cán bộ thú y bắt tay giám đốc trung tâm nông nghiệp huyện Yên Khánh, Ninh Bình nâng khống trọng lượng lợn tiêu hủy để trục lợi. Ngày 22 tháng 12, công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc điều tra vụ việc cán bộ thú y xã Khánh Hải và một phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Khánh có hành vi nâng khống trọng lượng lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi để trục lợi bất chính. Trước đó, qua nắm bắt tình hình, công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn có một tình trạng cán bộ cấp huyện xã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, thông đồng với người chăn nuôi để nâng khống trọng lượng chủng loại lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi nhằm thu lợi bất chính, gây thất thoát theo ngân sách. Theo phản ánh của người dân, ngày 6 tháng 11 tại hộ gia đình ông Vũ Văn Út, thôn Văn Bồng, xã Khánh Hải, Yên Khánh có đàn lợn phải tiêu hủy do mắc dịch tả lợn châu Phi. Quá trình lập biên bản tiêu hủy, cán bộ thú y xã đã câu kết với lãnh đạo trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Khánh nâng khống trọng lượng lợn bị tiêu hủy. Người dân phát hiện ra sự việc đã báo cơ quan công an vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy gia đình ông Vũ Văn Út có 26 con lợn, tổng trọng lượng 957 kg phải tiêu hủy. Tuy nhiên, trong quá trình lập biên bản xác nhận số lợn và trọng lượng phải tiêu hủy, ông Vũ Ngọc Thanh, cán bộ thú y xã Khánh Hải và bà Hoàng Thị Thúy Nga, phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Khánh, cấu kết với nhau nâng khống trọng lượng lên thành 2.380 kg nhằm trục lợi bất chính. Vụ việc đang được công an huyện Yên Khánh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Xét xử phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa bỏ 10 tỷ đồng vào vali để gài bẫy phóng viên. Ngày 22 tháng 12, Tòa Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tội cưỡng đoạt tài sản với 6 bị cáo, tất cả cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là vụ án tống tiền 25 tỷ đồng gây xôn xao dư luận hồi tháng 5 năm 2020 mà hai ông Trương Bá Duyên, hiện là phó bí thư thường trực thị ủy Nghi Sơn, ông Hồ Đình Tùng, hiện là bị can trong một vụ án khác, thời điểm đó đều là phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn là bị hại. Vụ án này đã được Tòa Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử từ ngày 20 tháng 12 và đến sáng nay đã diễn ra phần tranh tụng. Tại phiên tòa, trong sân xét hỏi ngày 21 tháng 12, bị cáo Lê Xuân Hoàng, người được xác định là kẻ chủ mưu, có nhận mình gian dựng kịch bản rồi báo Hưng đi quay clip nhưng lại phủ nhận việc mình tống tiền. Hoàng nói kịch bản quay clip là để chống tiêu cực. Minh chứng là sau khi quay đã gửi USB cho Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn và cho ông T, một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an Thanh Hóa. Sau một thời gian không thấy xử lý nên mới gửi cho hai phóng viên là Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài. Lê Xuân Hoàng cũng khẳng định mình không viết hai bức thư tống tiền có nội dung như cáo trạng truy tố mà có một nội dung khác, khẳng định đây là bằng chứng chống tiêu cực. Đồng thời, bị cáo này còn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc hai bức thư cũng như làm rõ người tung clip ông Tùng nhận tiền do Hưng quay lên mạng xã hội. Cũng tại tòa, bị cáo Sinh, bị cáo Đạt cũng thay đổi nhiều lời khai. Các bị cáo cho rằng bản thân bị ép cung, bị đánh nên mới khai như vậy. Tuy nhiên, tại tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã cho trình chiếu video quá trình hỏi cung Đạt và Sinh, thể hiện không có việc đánh đập. Tại tòa, bị hại là ông Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy Nghi Sơn. Thời điểm bị tống tiền là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã thừa nhận có 3 lần bị cáo Hưng đến phòng làm việc của ông đặt vấn đề, nhờ và rồi gửi quà. Lần thì 5, lần thì 10 triệu và lần là 1.000 đô la Mỹ. Những lần đó ông Duyên nói thấy mình như bị thôi miên nên mới nhận. Ông Duyên nói trước tòa, cứ mỗi lần Hưng vào thì như là bị thôi miên và tôi hoàn toàn không chủ động được. Lần nào tôi cũng sẵn để trả, nhưng sau đó đầu óc không minh mẫn. Nhận quà từ các bị cáo Hưng. Nhưng đến ngày 19 tháng 5, sau khi nhận được thư tống tiền, ông Duyên mới gửi kèm số quà trên cùng với thư tống tiền tới cơ quan công an. Đáng nói tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Xuân Hoàng có đề tới số tiền 10 tỷ đồng mà ông Trương Bá Duyên có khai trong hồ sơ vụ án được ông chuẩn bị cho vào vali để đưa cho hai phóng viên, là hai phóng viên của tờ tạp chí liên quan tới vụ án, nhờ đưa cho người quay clip trên cơ sở thư tống tiền yêu cầu.
Tuy nhiên, trả lời trước tòa, ông Duyên thừa nhận có chuẩn bị tiền cho vào vali, rồi gọi hai phóng viên Ân và Tài đến. Ông Duyên có gắn camera quay lại nhằm cài bẫy hai phóng viên nhằm báo công an. Tuy nhiên, hai phóng viên này không nhận giúp ông Duyên xử lý vụ việc và ông cũng không nhớ là bỏ bao nhiêu tiền.